dâng hương các mộ trí của các gia đình liệt sĩ rồi. Vì vậy cho nên là chúng tôi xin đề nghị với tất cả các bác, các cô, các chú, các chị, các đồng chí thành viên trong ban công an, ban quân sự, các đồng chí đứng chốt ở khu vực mà ban công an đã chỉ đạo và cũng đã chào cơ, chào. Tới đây vốn của tóc vàng.